mì á mà chạy xe được rồi nè. Bây giờ có chỗ nào mà bán bánh mì ngon nhất Sài Gòn không? Dắt chị nghe đi. Wow, có cánh đồng nè, đẹp chưa? Bánh mì ở đâu? Ok, dắt chị nghe đi. Hay là mình lên con bò mình cưỡi bò đi các bạn ơi. Con trai bà bán bánh mì không là lo cho em. Ê, không có đứa nào mặc đồ đỏ đây. À, cả nhà thân thương ơi, hồi nãy mình có nói là con trai bà bán bánh mì lo là lo cho em đúng không? Thì em gái của mình không có đưa, con ghẻ của mình không có đưa mình đi ăn bánh mì mà cũng cho mình ăn bánh á. Nhưng mà lại là một loại bánh khác, sau phía sau sau lưng Nga nè đây. Đây chính là bánh cuốn và bánh ướt, nó rất là nổi tiếng ở số đường là 371 Lý Thường Kiệt, phường 1, quận Tân Bình ha. Có số phone là 0908 388 339. Thì các bạn có thể là order và đặt đồ ăn ở đây ha. Thì ở đây nổi tiếng là bánh cuốn trứng. Là ngay lạ không các bạn, thì thật hư nó như thế nào thì Nga sẽ vào và Nga cũng như là cái món ăn cũ của Nga, Nga sẽ ăn thử coi cái sức của mình ăn tới đâu nha. Let's go. Ồ, hồi nãy em thấy như là mình có bỏ trứng vào trong á. Lão á, cho em thì em có thể em một một nửa bánh cuốn đó và một nửa bánh trứng nha. Xong rồi chị cho em là chả, thì chị cho em là nguyên một cây chả luôn nha. Chị làm luôn tay các bạn ơi, chị rất là bận. Mà lúc nãy thì hiện tại là trên thị trường rất là nhiều bạn là review đồ ăn ảnh hưởng tới quán sát rất là nhiều, cho nên người ta ngại. Còn Nga đảm bảo, vì Nga là thử thách bản thân của Nga có ăn hết cái phần ăn hay không, cho nên chị mới cởi mở, chị kêu ok vậy thì em quay đi. Em cảm ơn chị nhiều. Cái tay của chị làm rất là nhanh, rất là nhanh, thật sự rất là nhanh. Thì bây giờ Nga không thể nào Nga giao lưu trò chuyện với chị được, thì Nga chỉ biết là Nga order. Mà có thể là bật mí cho em là mình bán này bao nhiêu năm rồi chị ha? Mười mấy năm rồi hả chị hả? Được 20 năm chưa tới ha? Chị tên gì em được biết tên không ạ? Chị Bưởi, Lê Thị Bưởi. Chị Bưởi, chị rất là chuyên nghiệp nha các bạn, nhìn cái động tác tay chị làm kìa, thao tác liên tục luôn. Bây giờ thì em order nha, chị làm giúp giùm em ha chị Bưởi ha. Và nguyên một cây chả và chị bỏ thêm những cái gì mà chị muốn bỏ ha. Thì Nga coi thử cái bản thân của Nga có thể ăn hết được cái gì ở này hay không nha. Một phần của mình hiện tại có giá dao động là bao nhiêu chị Bưởi ha? 25 ngàn. Ok, vậy bây giờ chị làm cho em 10 phần. 10 phần trong đó là một nửa là bánh cuốn nhân này và một nửa là bánh cuốn trứng nha. Ok, thank you chị. Trong khi mà mình chờ đợi nãy giờ, bây giờ mình đã được chị Bưởi làm cho mình nha. Em đói bụng lắm rồi. Bây giờ mình sẽ làm là 10 phần. 10 phần, và riêng bản thân Nga sẽ ăn thử coi mình có ăn hết được 10 phần bánh cuốn này không nha. Chị làm đôi tay chị rất là nhanh, rất là nhanh. Wow. Đây là nơi cất giấu tài sản đúng không anh? Đúng không anh? Cất giấu tài sản ở đây hả? Ok, em sẽ biết, em sẽ đứng đây. Đây là một phần mà gì bữa ha? Wow. Chưa đến một phần luôn. Wow, chưa đến một phần nữa là 4 cuộn như vậy, vậy mới là một phần nha các bạn. Rồi, ok. Vậy là 4 cuộn ở đây là 2 phần. Nhìn muốn bóc cái, nhìn nó tròn lăn lặn. Hiện tại là trước mắt các bạn là đây là 2 phần thôi nha. Bây giờ chị Bưởi đang làm cho Nga tiếp một phần thứ 3. Chị làm, các bạn nhìn nha, trời ơi, nhanh luôn á. Nóng không chị? Nóng lắm không chị? Wow. Em thấy chị đổ mồ hôi luôn rồi chị ha. Ok, em giúp chị. Đỡ không vậy? Chị rất là mệt các bạn, chị rất là mệt. Chị làm liên tục như vậy luôn mà sao không mệt được. Gặp Nga là Nga cấu luôn á. Đây là được 2, 4, 6, 3 phần rồi các bạn ơi. Được 3 phần rồi. Xong rồi em sẽ chiêm ngưỡng cái món bánh cuốn trứng của chị. 4 phần thôi. Bữa nay mà nếu mà em ăn hết 10 phần này thì sao? Một mình em, một mình em. Chết mi, không tin nổi. Không tin nổi luôn. Ok, vậy bây giờ em sẽ ngồi tại chỗ này. Em sẽ biểu diễn cho anh xem. Tại vì bánh cuốn của chị Bưởi rất là ngon. Và cái gì mà ngon là em sẽ ăn nhiều. Nếu như mà em ăn hết thì sao? Ẩm hứng xíu, nếu mà em ăn hết thì sao? Không tin được luôn. Chưa thấy ai ăn khỏe. Chưa thấy ai ăn khỏe như vậy. Ok, thì em sẽ chứng minh cho anh điều đó ha. Mình sẽ chuẩn bị 10 cuốn thôi, tức là mới 5 phần. Còn 10 phần, ok. Đàn ông cũng chả ăn được luôn. Wow, anh tên gì, anh tên gì? Anh tên Mạnh. Mạnh, anh Mạnh. Anh phải mạnh mẽ lên như cái tên của anh nha anh. Còn em tên Yếu, nhưng mà em mạnh mẽ lắm.
Chị Mười ơi, cố lên. Khi nào chị đổ bánh trứng gì nói cho em chiêm ngưỡng cái nha. Đây đây đây, quay. Wow. Em ăn sống thiệt sống nha chị Bưởi. Em thích ăn trứng sống. Đây là cận cảnh các bạn coi, là chị sẽ đổ cái món bánh trứng nha. Nha, sẽ chiếu cho bạn coi cái món bánh trứng sống của chị làm cho mình ha. Wow. Chị em cầm cái nắp cho em chiếu cái. Wow, các bạn nhìn nào. Đó, đó là món bánh cuốn trứng huyền thoại của số 731 đường Lý Thường Kiệt nha các bạn. Chỉ là mà gần 20 năm thôi các bạn à, nhưng mà đôi tay của chị thoăn thoắt. Chắc là em nghĩ là chị không bao giờ chị rời cái ghế này luôn á. 10 chất lượng nha chị. Ngon quá à. Đây được mấy phần rồi chị Bưởi à? Cái này là đi 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần, 7 phần rồi. 7 phần rồi, ok, còn 3 phần nữa các bạn ơi, cố lên. Bên là cho chị, em giúp chị làm một cái việc rất là cao cả, đó chính là quất nguyên cây. Cái cây này nửa ký không anh? Nửa ký à, trời luôn. Bao nhiêu lâu thì ta mới nhậu một lần? Lâu thì ta mới nhậu một lần. Rồi anh cho em mượn nó đuổi đi. Này là nem đúng không chị Bưởi? Em có nguyên cây, lấy nguyên cây không? Nguyên cây đẹp không? Anh xem qua nào. Khỏi. Trái tim cho em đi. Cái này tặng cho em xếp hình trái tim đi. Hình cánh bướm. Cánh bướm này là xinh đẹp nè. À, một phần nhưng mà nó kệ, cho thêm cái đó cho em cũng được. Cho thêm em. Cho em hai cây đó vô đây luôn nè. Ok. Thứ 10 đúng không chị Bưởi? Ok, Nga quyết định chơi lớn luôn. 11 phần, làm thêm một phần nữa cho em. Đầy luôn cái dĩa này, full đầy cái dĩa này luôn cho em. 11 phần là em tăng con số 11 luôn rồi anh Mạnh. Ok anh. Tới giờ thấy ai ăn nhiều vậy cho anh. Đây là 9 phần rồi. Em sẽ làm 10 phần nhưng mà em thấy cái gì nó chưa đầy. Em làm thêm một phần nữa. Đây là anh chủ quán. Anh tên gì ạ? Tôi tên là Nương ạ. Anh Nương. Dạ, em chào anh Nương. Nay xin biết nhiều anh. Em cảm ơn. Em tên là Nga. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Tuyệt vời. Cái quán rất là nổi tiếng về cái món này ha. Đây là phần thứ 11 nha các bạn ơi. Và các bạn nhìn nè, topping của chị thịt xay mà đến nỗi nhiều đến như vậy nè. À, từ từ, rau dưa của em đâu? Ồ, ra giá riêng luôn ha. Wow, 11 phần. Các bạn ăn bánh cuốn kiểu này bao giờ chưa? Anh ăn một dĩa no không anh? Anh mình mời cả nhà nha. Chấm cái này đúng không? Bánh cuốn trông rất là dẻo nha. Wow. Mình có thể xin thêm một chén nước mắm ớt nữa không? Cảm nhận là nó rất là dẻo, cái phần bánh nó rất là mềm mịn nha, nó mềm mịn lắm. Có tô anh, tô cái tô nước mắm luôn, nó là cay cà lá. Cái này là chả kẹp cuốn.
thơm hơn, nó béo hơn nữa. Dạ. Xin cho trà đá uống. Xin cho trà đá uống. Ê, nước mắm ngon nha đệ. Nước mắm nó bị ngon ha. Ngon. Thèm xinh lắm á nho nha. Chả giòn. Ra, nha thử ơi. Thử miếng nào. Thử sức. Ngon. Nhưng mà lòi ra ngoài luôn rồi không? Cái phần bánh các bạn rất là mịn nha. Ê, ăn thử một phần bánh nào. Bánh trứng nha, rất là mịn. Không có tay quay đúng không, để nghe đút nhầm miếng. Nha thử đi, nó bao mềm luôn. Mà ở trong á thì ngập thịt, ngập nhân. Mềm không? Nha nó mềm y như là bánh lăn á. Ha. Cắn một cục là đã mòn luôn á. Dạ, ngon. Cái này mình ăn, tính mình mua thêm một phần ăn về. Cái bánh của nó không khô, không hề khô. Là miếng nem nha. Cái nem này là nghe chôm, nghe xếp các bạn. Nương ơi, cho em ca trà đá nha. Cảm ơn anh, ca trà đá. Wow. Nem cay nha. Cái nem này là nem Bắc hả, anh Mạnh ha? Nem Bắc đúng không? Không phải hả? Ở đây hả? Nem Quế hả? Wow. Nem ngon. Ăn thì phải uống nước. Ăn cơm là phải có canh. Wow. Rất yêu ăn. Anh ơi, rất dễ thương các bạn ơi. Đông quá. Đã đợi mệt rồi. Ê, ngắm không? Cái này gọi là chả kẹp bánh cuốn là có thiệt là. Cái này gọi là chả kẹp bánh cuốn đúng không? Hả? Chè bới, chè bới. Quá đã. Không nói thành lời luôn á. Em nghĩ là chị Nga chắc phù hợp phần này chứ không đủ đô chị Nga quá. Quá ngon. Quá ngon. Cái dĩa còn rất là nóng, chạm tay vô thử coi, chạm tay vô lấy dĩa coi. Đúng không? Nha. Mà mình vừa làm một chút mình đợi cho người khác, mình bán cho người khác. Vẫn còn rất nóng. Mà ở đây chỉ là
ai ăn tới đâu thì chị làm tới đó các bạn ơi. Tự nhiên đi ăn bánh mì ai vậy, đang ăn cuốn. Không có bánh đó. Ok, em miễn là bánh là được. Em phải dẫn chị đi. Nãy anh chủ quán á, thấy anh đi ăn nhiều lắm, 5 phần á. 5 phần là chưa thấy ai ăn mà 10 phần, mà mình ở đây mình nói là 11 phần luôn. Hùng với lại bảo chứ lòng. Không biết hai ổng có hóc gì không nữa. Đã quá. Đang đói bụng mà gọi là buồn ngủ mà gặp chú Manh á. Sài Gòn nóng lắm các bạn ơi. Cái này ăn là không không à. Một phần nó rất là nhiều. Yeah. Thế là thơm ngon không? Kết hợp hài hòa không? Bình thường là người ta sẽ cắt miếng chả như vậy nè các bạn. Rất là dày nha. Anh biết sao em cứ nhìn hoài. Anh ăn mấy phần vậy? Nửa thôi. Một nửa phần thôi. Sao ít vậy? Anh ăn có nửa phần thôi. Còn rất là nhiều. Rất là nhiều à. Rất nhiều. Em bé. Ăn em bé ơi. Không thấy đổ mồ hôi là ok. Kiểu giờ mình đi rất là xa ha. Nhưng mà rất là xa mới ăn được cái món này á. Nhân nhiều lắm không? Còn khoảng cho 1 phần rưỡi thôi.
đang. Nước chấm ở đây ngon lắm, đỉnh lắm. Biết lý do tại sao mà quán này đông à? Cái vỏ bánh ngon hay dở? Do cách pha bột nữa. Chị nở chị pha bột, chị bưởi pha bột rất là ok. Nha, không dày không mỏng. Lúc này tao giúp con cái gì á? Là hơn 10 phần rưỡi của chú á. Nhưng mà không ngon làm sao ăn được vậy? Đúng không? Chưa được đôi nha, vẫn còn muốn ăn cái gì đó nữa nha. Chị Bưởi ơi, chưa no giờ làm sao? Ăn bánh mì không? Ăn bánh mì à? Hồi chiều giờ ăn bánh mì hoài. Rồi, bây giờ có bài hát gì mà con trai bà bán bánh mì đó? Sau khi mà chị Nga đi làm việc, cảm nghĩ của nghe lúc nãy hả? Điểm 10. Chị Bưởi ơi. Ê chị Bưởi. Ngon quá. À nó làm sao ta, cái bánh á, hồi nãy như nghe đầu chương trình nghe nói rồi. Rất là mềm. Xài bánh rất là mềm. Nhân á thì chỉ làm á không có quá mặn. Không có quá ngọt. Mà cũng không có quá lạt. Nó vừa tầm mà trong đó là cái mùi tiêu á. Tiêu rang các bạn rất là thơm, cuốn vào trong nó. Còn cái bánh trứng thì nó có bị béo, chỉ làm nó hơi chín tới thôi, mà có nghĩa là nó sẽ không có bị mất vệ sinh hay cái gì đâu nha. Rất là ngon vì cái khi mà cái bánh nó cuốn này, cái hơi nóng em biết không, nó làm cho trứng tự động nó chín luôn. Cái trứng tự động nó chín là đồng nghĩa là nó đã chín hẳn luôn rồi, tức là ai mà ăn mà sợ ăn tái ăn sống á thì mọi người có thể ăn được cái món bánh cuốn trứng này. Thì nghe nói làm sao? À, không phải thích ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích đây. Đúng không ạ?
Thì nếu mà các bạn cũng muốn ăn là bánh cuốn, bánh ướt nóng á, thì hãy ghé là 731 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, quận Tân Bình. Và cái giá của một cái phần đó chỉ có 25.000 thôi. Ok, còn bây giờ thì Nga phải đi thanh toán tổng thiệt hại của Nga. Sống ba mấy năm chưa thấy đứa nào ăn ghê như em hả? À? Em vẫn còn chưa đo, chưa no đó. Trời ơi, bà sống ba mươi mấy năm bà chưa thấy đứa nào ăn như mình. Hồi nãy anh cá là anh chết chắc. Anh chết không kịp ngáp luôn. Dạ. Dạ đúng rồi, người nấu cá nữa. Dạ đúng rồi, thua độ con. Dạ thua độ với. Đây là một người anh nãy giờ rất là chú ý mình nha các bạn. Nha, anh tên gì? Anh tên gì? Tên Hoàng Lựu Đạn. Hoàng Lựu Đạn, còn con là Quân Lựu Đạn. Con là Quân Lựu Đạn chứ với Hoàng Lựu Đạn. Ok, ảnh rất là dễ thương các bạn. Ok, và chương trình của mình đến đây thì xin tạm dừng ha. Và tiếp tục một cái chuỗi series sau đó thì Nga sẽ thì Nga sẽ đi tiếp tục review những cái quán ăn đường phố Sài Gòn nha các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Love you. Bánh mì Sài Gòn. À, con ăn cái này. Xong rồi nhiều lắm. Cái này một con có thể ăn hết là 10kg sườn bò. 10kg sườn bò luôn. Nói chung là nếu mà nấu sườn bò hết 10kg là con thể ngồi con ăn hết 10kg sườn. Nói gì? Hôm nay ăn bà bánh mì thịt nướng đóng cửa. Ăn bà bánh mì chả cá, bà bánh mì chả cá đóng cửa. Quay qua ăn bà ăn cái ông bột chiên đóng cửa. Đi về gần tới nhà, bay vô quán lẩu bò. Nhà biết sao mà lẩu bò mở cửa. Thì mưa tầm tã cho nên mình ngồi đây mình ăn thêm cái lẩu, hai đứa mình ăn cái lẩu là được rồi. Có trứng lộn nữa nha. Múc 4 trứng này nha. Lẩu bò. Cái bụng ở đây nè, cái bụng này. Cái bụng ở đây này, làm lo nha. Cụm cá nè. Vô. Hết nha, hết cả nha. Lắc kêu. Chị Nga xuống ký nè. Trời mưa này ăn cái lẩu bò là nhức nách. Nhìn thấy bên ngoài trời đang mưa không? Rất là nóng, bốc khói nhiều. Gừng thêm à. Mới giờ ăn được thêm 100 đồng gừng bò. Thịt à? Có quả ốc. Chị ơi, cho em chiếc ốc chị ơi. Chị ơi, cho em chiếc ốc sắc được không? Ốc sắc á? Được. Chương trình của tụi mình đáng lý là đi ăn bánh mì ha, nhưng mà không có, bây giờ mình trời mưa nữa, mình không có đi dầu dạo nữa, cho nên ghé vô đây ăn luôn cái lẩu luôn. Có kẹo quá không, để múc miếng nước. Em có, từ đầy quá, cái nồi lẩu nó đầy quá. Thì mình có chừng nóng tay á nha, nóng là em sốt lắm á. Cảm ơn người đẹp. Không sao, đây em quen rồi. Vậy à, quá wow. Đúng rồi ha.
mới đúng không? Ok, và cả nhà thân yêu ơi, Nga xin phép chào mọi người nha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh YouTube của Nga suốt thời gian qua. Nào, tiếng mưa lớn quá các bạn ơi. Tiếng mưa nó rất là ồn cho nên Nga cũng không quay được ok cho lắm đâu. Gặp lại các bạn sau nha. Bye bye. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh nhé. Ủng hộ Nga Sumo. Cảm ơn các bạn nhiều.